Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Bếp Para Nha Trang. Hôm nay là mình sẽ thực hiện một cái buổi tắm đầu đời cho cái bé cún tai bướm mà tập trước mình cũng đã giới thiệu sơ về em bé này rồi á. Dụng cụ hôm nay mình sẽ chuẩn bị để thực hiện tắm vệ sinh cho bé là bao gồm những thứ cơ bản sau đây. Bao gồm là một cái lược để chải bông lông cho bé này. Một cái lược thẳng để mình check lông cho bé. Rồi, một chiếc kềm cắt móng cùng với lại máy mài móng. Và một cái tông đơ để mình cạo những cái vùng đi vệ sinh cơ bản cho bé như là phần lông bụng, lông hậu môn và lông bàn chân. Và mình sẽ chuẩn bị cái dung dịch để vệ sinh tay cùng với lại kẹp ben thì các bạn có thể mua ở tiệm thuốc tây á, có bán bông gòn nha. Đây là bột để nhổ lông tai, thì cái dòng bu đồ này á, thì mình sẽ phải nhổ lông tai bé. Riêng dòng bu đồ thì lông sẽ càng ngày càng mọc ra, thì mình buộc phải để vệ sinh sạch sẽ thì mình phải nhổ lông tai trước khi mà mình vệ sinh thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Rồi, cái này là cái dung dịch mình True Iconic dùng để dưỡng lông sau khi tắm, để sấy để lông của bé đó mềm mượt hơn. Kèm cắt móng này á, thì thị trường mình thấy bán rất là nhiều. Các bạn có thể lựa chọn một chiếc kềm phù hợp với lại cái móng của từng bé. Ví dụ như bé này là size nhỏ, mình sẽ sử dụng kềm nhỏ này nha. Rồi, mình gỡ chút an toàn ở đây là sử dụng được. Cái móng của bé thì nó sẽ móng của bé nó sẽ có cái phần tủy. Đối với những cái bé móng trắng thì mình sẽ dễ dàng thấy được cái phần tủy của bé là cái phần hồng hồng. Đây, phần hồng hồng ngay đây. Đó, thì mình cắt cái kềm mình sẽ để cái hướng 45 độ như thế này. Mình cắt là được. Đừng có sát vô tủy là được nha. Nếu như mà các bạn chưa quen thì các bạn có thể chừa ra nhiều hơn một xíu. Tại vì nếu như mà mình cắt mà lỡ phạm chảy máu bé thì lần sau bé sẽ rất khó phối hợp với mình. Nó sẽ bị nhát á. Lúc đầu mình cứ cắt từ từ nhâm vào, không có vấn đề gì đâu. Đối với móng đen á, thì mình sẽ phải cắt từ từ vào. Cắt từ từ để dò, khi nào mình thấy một cái chấm nhỏ nhỏ ngay đây màu hồng hồng á, thì là gần chạm tới tủy bé rồi thì mình có thể ngưng. Đây là móng máy mài móng này. Nó sẽ có một cái đầu nhỏ, một cái đầu lớn ở đây. Đầu nhỏ này mình sẽ có thể dùng cho những cái bé size nhỏ, còn cái đầu lớn thì mình dùng cho mấy bé lớn như là Corgi hay Alad rồi đó. Thì mình giữ cái cháu an toàn này lại nha, để khi mà mình mài móng cho bé, ví dụ nó nhột á, nó sẽ liếm vào cái phần máy mài này, thì sẽ rất là an toàn cho cái phần lông xung quanh miệng của bé, nó không có bị cuốn vô trong cái phần mài móng này. Đây, máy mài móng này cũng rất là êm, thị trường bán cũng nhiều lắm, thì các bạn có thể tham khảo một cái loại phù hợp cho bé để mà mình mua nha. Khi dũa thì mình cứ dũa cái phần viền móng thôi. Sau đó mình check lại, mình sờ thử như gì, nếu mà cảm thấy không có còn sắc nữa là ok. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái phần tai cho bé ha. Phần tai này, đối với lại dòng bu đồ thì lông tai mọc sẽ rất là nhiều. Nếu như mà mình không có nhổ sạch cái phần lông tai bên trong á, thì sẽ không có vệ sinh hết được kỹ cái phần tai bên trong, thì sẽ dẫn đến bé bị tình trạng là viêm tai rất là nguy hiểm ha. Cho nên là mình phải nhổ sạch lông tai, sau đó mình sẽ vệ sinh bằng dung dịch vệ sinh tai là ok. Mình nhổ lông tai cho bé bằng cái bột nhổ lông tai này của Betix đây. Mình sẽ rắc một tí xíu thôi, vừa đủ thôi, không quá nhiều cũng không quá ít, vừa đủ để làm cho mấy cái sợi lông đó, nó mềm á, mình nhổ nó sẽ đỡ đau hơn. Bé sẽ nó
cảm giác nó đỡ đau hơn rất là nhiều. Cái lông tai nó mềm á, mình rứt ra nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Đây, mình xoa như thế này để tầm khoảng 30 giây nha. Đối với lại những cái bé mà có cái phần tai dựng như thế này á thì mình thao tác hết sức nhẹ nhàng nha, vì cái phần tai này nó có sẽ có những cái sợi gân, mà nếu như mà mình thao tác quá mạnh thì bé sẽ dễ dàng bị sụp tai đi nữa. Đây, xoa đều 30 giây sau đó rồi lông mềm rồi nó sẽ dễ dàng nhổ hơn. Bây giờ mình sẽ nhổ lông tai cho bé. Cái phần ngoài rìa này mình sẽ dùng tay để nhổ, nhổ nhẹ nhàng thôi. Đây là lần đầu tiên cho nên là nó sẽ rất là khó chịu. Cái phần bên trong á, mình sẽ sử dụng dây kẹp ben ha, cây kẹp ben nhỏ như thế này để mình lấy cái phần lông tai bên trong. Mình khéo léo mình để cái, nếu mà mình muốn an toàn thì mình để cái kẹp ngang như thế này để mình rút lông ra. Tại vì nếu mà mình để dọc như gì, nếu mà mình không khéo thì mình sẽ dễ kẹp trúng thịt của bé, nên mình để ngang nó sẽ dễ hơn. Một cái sản phẩm tốt để sử dụng vệ sinh tai hàng ngày cho bé để chống viêm, với lại nó sẽ có cái mùi thơm của tai rất là dễ chịu nha. Dung dịch của True Arsenic cũng rất là tốt. Mọi người cứ có thể tham khảo, thị trường có rất là nhiều dòng sản phẩm. Mình thấy rất là ok, nhưng mà mình cũng thử nhiều rồi, mình thấy cái mùi của True Arsenic với lại cái độ ngừa viêm của nó cũng rất là tốt, cho nên là mình sử dụng luôn True Arsenic. Rồi, mình nhỏ khoảng một giọt thôi nha. Còn những cái bé lớn hơn mình có thể khoảng 2 giọt, nhỏ khoảng 2 giọt. Rồi sau đó mình xoa cho cái dung dịch nó thấm. Nó sẽ làm mềm cái ráy tai của bé. Sau đó mình sẽ dùng cái cây ben này luôn, và mình sẽ quấn một cái miếng bông ở phần đầu này, mình sẽ chừa ra một tí xíu để khi mà ngoáy vào cái tai của bé nó sẽ không có bị đau quá. Rồi mình ngoáy cái mình quấn cái bông này nó nhỏ vừa phải thôi, không có quá to nha bạn nha. Khi mà ngoáy á, mình sẽ đưa cái cây ben thẳng xuống nhưng mà có cái độ nghiêng qua một tí xíu để mình đưa cái ráy ra ngoài, chứ đừng có đi thẳng xuống như thế này thì ráy nó sẽ tuột vào bên trong á, nó sẽ dễ gây tình trạng là viêm tai giữa. Em này tai rất là sạch, từ nhỏ đến lớn chưa được ngoáy tai mà cũng rất là sạch. Các bạn ngoáy tai cho bé, các bạn không cần phải lo lắng quá đâu, thì cái phần màng nhĩ của bé nó cũng rất là dễ. Nhưng khi mà mình đưa cái cây ben này xuống, nếu mà mình cảm thấy nó khựng khựng ngay chỗ một điểm nào đó là nó đã tới cái màng nhĩ của bé rồi, thì mình nghiêng cái cây ben qua và mình khư nhẹ lên thôi, như vậy là ok, bé không có đau đâu, các bạn đừng có lo. Tuy nhiên thao tác mình vẫn phải khéo léo nhẹ nhàng một xíu ha, tại vì bé này rất là nhỏ, là các bé cuốn nhỏ thì mình nên khéo léo một xíu. Nếu như mình làm cho các bé đau á, thì lần sau các bé sẽ rất là khó phối hợp cùng với mình. Rồi. Và nếu như các bé nhỏ có bông tăm á, thì các bạn có thể sử dụng bông tăm ngoáy cho các bé cũng rất là ok. Rồi. Dùng bông để mà mình vệ sinh lại cái phần viền tai một lần nữa là như vậy là mình đã dễ dàng làm sạch cái phần tai trong của bé rồi ha. Đây, mình có thể vệ sinh tai hàng ngày, mỗi ngày một lần như vậy thì phần tai của bé sẽ rất là sạch sẽ và không có mùi hôi. Lông bàn chân mà nó sẽ tiếp xúc với lại cái bề mặt nước tiểu với lại phân rất là nhiều, nên mình sẽ xử lý sạch cái phần lông bàn chân ở dưới đây. Còn thật ra cái phần lông bàn trên này nè, nó không có phải là nó không có tiếp xúc gì so với lại những cái vùng đi vệ sinh hết đó, thì mình không có nhất thiết mà mình phải cạo, nhưng mà mình có thể cạo cũng thoáng, hoặc là mình sợ đối với những bé
quậy hay kịch á thì mình cạo này cũng ok, nhưng mà đối với mình thì mình thích cạo cái phần lông bàn này thôi, còn cái phần chân này mình sẽ nuôi chân gấu cho bé. Đối với bé này á thì mình sẽ vì bé là tay dựng á, cho nên là để hỗ trợ cho cái phần tay dựng của bé, bên mình sẽ cạo sạch sẽ cái phần lông tai, cả phần trong lẫn phần ngoài, để hỗ trợ cho phần tai của bé nó được dựng tốt hơn. Tại vì lông của bô đồ nếu mà nó cứ càng ngày càng dài ra, nó không có rụng đi á, thì cái phần tai nó sẽ rất là nặng, nó sẽ làm cho cái tai bé về sau sẽ cụp xuống dần chứ nó không có được dựng lên nhiều. Nên mình sẽ cạo cạo cái phần lông tai đi để hỗ trợ cho cái tai của bé nó dựng tốt hơn.